các dòng máy massage xung điện trên thị trường, những dòng nổi tiếng thì có chức năng gì đặc biệt. Hoàng Sơn chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ chia sẻ vài thông tin để bà con mình có thể dễ lựa chọn và hình dung. Thì trên thị trường có rất là nhiều hãng máy massage xung điện, những cái dòng mà không rõ nguồn gốc như hàng Trung Quốc thì 200-300 ngàn. Thì Hoàng Sơn sẽ không có chia sẻ ở đây. Hoàng Sơn chỉ chia sẻ những dòng mà có thương hiệu, có uy tín, tại vì nó liên quan đến sức khỏe thì phải an toàn ha. Thì đây là một hãng Âm Rong được nhiều người biết đến, và cái hãng thứ hai là hãng Dr. Hồ. Đây là hai thương hiệu lớn nhất hiện giờ. Thì cái hãng Âm Rong giá tiền tầm 1.550.000 đến 1.750.000 tùy theo model. Còn cái dòng Dr. Hồ thì từ 2 triệu cho đến hơn 2 triệu. Thì về chức năng á, là nó sẽ biến từ cái nguồn điện từ pin ra thành cái xung điện để kích thích, dành cho những người ông bà mình lớn tuổi nè, ít vận động nè, để massage xoa bóp nè, thư giãn nè, những người ngồi văn phòng mà nhiều khi mình ngồi nhiều quá nhức mỏi mình sử dụng được, hoặc là dân chơi thể thao đó thì bị co cơ căng cơ thì mình có thể sử dụng để nó sẽ làm mềm cơ, nó sẽ giảm đau. Thì cái dòng của Âm Rong thì cả nhà thấy là chỉ có hai miếng dán thôi, hai miếng dán to đó. Và nó có rất là nhiều nút nhấn ở đây. Ưu điểm của nó là nhiều nút nhấn để mình có thể chọn những cái chức năng cho nó nhanh ha. Nhưng mà nó chỉ có hai miếng dán, ví dụ mình dán vai hoặc là dán tay thì mỗi lần sử dụng được hai miếng dán. Thì cái này của hãng là 1.550.000. Còn cái model mà có cái màn hình để mình dễ quan sát là 1.750.000. Thì Hoàng Sơn có video review về cách sử dụng cái dòng máy này rồi. Còn cái dòng máy Dr. Hồ thì thương hiệu rất là lớn rồi, vài chục năm rồi, cả nhà mình biết. Ngày xưa là Dr. Hồ rất là nổi tiếng về máy massage xung điện. Thì năm 2023 đó thì hãng có đưa ra hai mẫu, là một cái mẫu là xài pin thường và một mẫu xài pin sạc. Cái mẫu xài pin thường á, thì nó sẽ rất là dễ sử dụng và nó rẻ tiền hơn đó. Cả nhà thấy nó rất là gọn nhẹ, phù hợp cho ông bà mình lớn tuổi nè. Có hai cái nút nhấn thôi và một cái volume chỉnh mạnh yếu. Thì cùng một lúc nha, mình xài được tới 4 miếng dán luôn. Phụ kiện đi theo này nó khá là nhiều, 8 miếng dán nhỏ, 2 miếng dán lớn và 2 miếng lót chân. Nhưng mà cùng một lúc á, mình xài tối đa được 4 miếng dán. Ví dụ như mình vừa massage vai, mình vừa massage tay, hoặc là mình vừa massage tay thì vừa massage đùi luôn. Vậy cái dòng pin thường với pin sạc thì khác nhau chỗ nào? Cái pin thường á thì mình sẽ đơn giản nè, rẻ tiền hơn, nó là 1.800.000. Còn cái loại pin sạc á là 2.200.000. Thì màn hình nó sẽ đẹp hơn nè, to nè và dễ lựa chọn chức năng nè. Và cũng giống như cái dòng pin thường là nó xài cùng một lúc tối đa được 4 dán và phụ kiện đi theo cũng khá là nhiều ha. Thì Hoàng Sơn có chia sẻ cách sử dụng của từng model rồi. Nếu bà con mình có gì thắc mắc á, có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn. Nếu mà vì sức khỏe đó thì Hoàng Sơn khuyên bà con mình nên chọn những cái dòng uy tín để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nghe. Những cái dòng mà rẻ tiền mà cấm điện trực tiếp xài á, thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên cẩn thận, không có nên xài cấm điện trực tiếp rồi điện nhà rồi nó sẽ chuyển thành xung điện thì nó cũng khá là nguy hiểm. Tại những cái dòng mà như thế này á, cái này là xài pin thường nè, pin rời của Âm Rong. Cái này xài pin rời của Dr. Hồ. Còn cái này xài pin sạc của Dr. Hồ. Nhưng mà cái pin sạc này đó, khi mà mình xài, mình cấm sạc là mình không xài nha. Rồi khi nào mình rút điện ra cách ly khỏi cái nguồn điện bên ngoài đó thì mình mới xài. Nên nó khá là an toàn ha. Những cái dòng thương hiệu lớn như vậy là họ sẽ không có cho mình cấm điện trực tiếp xài đâu. Rồi đó là vài thông tin Hoàng Sơn chia sẻ những cái dòng máy massage xung điện thương hiệu lớn nhất, uy tín và an toàn cho bà con mình. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.